Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Sơn TV nhá. Ngày hôm nay thì Sơn rất là vinh dự khi mà Sơn đang được đứng cùng với cả tất cả các chị em người Dao Tuyển. Và các chị em hôm nay thì đang khoác trên mình một cái bộ trang phục rất là đẹp, một bộ trang phục truyền thống của người Dao Tuyển. Và chắc hẳn là mọi người hôm nay đang tham gia những cái tiết mục văn nghệ của lễ hội, chương trình lễ hội của Phúc Khánh mình đúng không, Long Khánh mình đúng không chị? Vâng. Cứ tươi lên. Đây là chúng ta đang quay phim chứ không phải chúng ta đang chụp ảnh, cho nên là mình cứ phải thật tươi cười lên để cho khán giả và mọi người được biết đến thôn mình là thôn gì chị? Thôn Bó ạ. Thôn Bó của xã Phúc Khánh ạ. Phúc Khánh đúng không? Và buổi tối ngày hôm nay thì các chị sẽ biểu diễn cái tiết mục gì? Trồng bông dệt vải. Trồng bông dệt vải. Vâng. Ồ, một cái tiết mục rất là hay các bạn ạ. Nếu như Sơn không nhầm thì hôm trước thì Sơn cũng có gặp một chị nào trong đội này thì phải. Và hôm đó thì Sơn cũng có nhận được một số những cái bức hình của chị đó để kiểu như là gửi cho bên Sơn làm những cái đoạn ghép lại thành những cái đoạn clip ấy. Và muốn nói lên những cái nét văn hóa của người đồng bào Dao Tuyển ở Phúc Khánh này. Và buổi tối ngày hôm nay thì Sơn đã có mặt ở tại trung tâm lễ hội của Phúc Khánh. Và Sơn sẽ ghi lại tất cả những cái hình ảnh của các chị em thôn Bó nói riêng và tất cả các thôn khác sẽ biểu diễn các tiết mục văn nghệ buổi tối ngày hôm nay ở đây. Và Sơn rất là mong mọi người theo dõi video và nhớ like ủng hộ cho Sơn nhé. Còn bây giờ thì chắc là Sơn sẽ chụp với mọi người một kiểu ảnh nữa các bạn ạ. Vừa rồi thì Sơn cũng đang đứng ở trên sân khấu và cũng được chụp ảnh cùng với mọi người, mấy chị em người dân tộc Dao Tuyển. Và khu phía trước sân khấu thì cũng có một số bà con ở trong khu vực xã này thôi, chắc là cũng đang chờ để xem là mọi người có những cái tiết mục biểu diễn gì. Đó, như các bạn quan sát tới thì ở đây thì toàn là trai xinh gái đẹp. À chết, trai xinh thì không thấy ai nhưng mà gái đẹp thì rất là nhiều. Đấy, bây giờ Sơn sẽ di chuyển sang khu vực bên này là mọi người đang có những cái mặt hàng kiểu như là nó thuộc ẩm thực thôi, của người đồng bào dân bản đây đấy các bạn này. Đây, ở trong này thì Sơn quan sát thấy là có các chú, các anh, các chị là đang vừa là ngồi bán. À, đây rồi, chào các anh các chị nhá. À, như mọi người quan sát thấy đây thì có một cái rổ sim rất là nhiều luôn. Cái sim này là mình hái ở trên rừng luôn à chị? Trồng trên rừng được ạ. Sim này thì ăn cũng được, ăn luôn được nhờ. Ngâm rượu, ngâm siro. Đây là rượu sim luôn này ạ. Rượu sim. À vâng. Rất là hay. Rượu sim này uống thì cực êm rồi. Anh với chị đang hát à? Ôi hay quá, thế hát luôn đi để em ghi hình luôn. Đấy. Gặp ngay anh chị đang kiểu như là có những câu hát cọi của người Tày. Vâng. Hát cọi của người Tày. Vâng, cái này thì cháu cũng có quay một lần. Khóp sông nà mỗi chỗ nà mỉ cấn hóa ra Tày nồng kinh đoán kết tâm lẻng quấn nắng xuất ra khấn thùng Tày thống bang béo thùng bâu hiếp ti lưa nà cắp và thèn tinh nà khấn thành luộm hơi chập mấy cấm cóc thum phú che lâu keo o nà bướn xuân vằn toong buối mì cần khấn nhíp Tày phá đâm hầm chú và cỏ khá ngoài cuối quấn nà lục tháo bấy hang che kéo mà đây sao hỡi khổ khách tiên ly tới nửa quá dữ mày táp lua mỏi ti xả thần khẩu cóc mò lồng phấn háp trăng vây xa chọc thác mà tắm dập đi khẩu ăn uống ngần kháo xóa cũng mà bầu mì chắc cùng ngón thấm pia nhang mì thong mẹ cái liền cái pia hơi nửa hơi sen pia bầu lúc mà cũng là lèn hợp tác lộ đấy mẹ bằng xuân ơi biếng thầm phải cả chùa cắn phải hấp các khẽ tàng khấm phát ra vằn sữa phải hát kín o cả mưa léo biếng chi mưa này nòng điếp trái điếp nước điếp xuân điếp hạnh phúc mùa xuân vàng tơi á ơi tổ quốc lậu phấp phới cờ bân tàng cách mạng mùa xuân rung quảng ơi há tiếp phí bón ra mì đàng Quang Vinh mì Bác Hồ Chí Minh thon bao á ơi cân cái cả mảng phủ lao thương dân phá tàng phá mọi cần khốn thấy Việt Nam rầu chẳng ở đấy lượn đi hạt kinh là tuấn theo hợp tác nghe cầm đảng cầm bác báo dân vần ấy đấy dân giàu nước mạnh á đấy khi là nung đỏ cánh tốt tươi Mỹ thì giờ nghỉ ngơi vui linh bài trừ mọi mê tín dị đoan Mỹ hợp tác hai hàng châu lời á chưa hai thứ Mỹ thân Mỹ lan tông na Phúc Khánh Mỹ tai lang phúc cha vẫn việc cả Mỹ áo á thao bao cần cần là đen đao trầm cua đoàn kết lầu thi đua hạt tốt á thanh niên hạt nóng cốt theo cắn đoàn thanh niên và cắn tế con bắn tin tại đếch on theo lăng quay theo tàng đũa khăn của bác á chú nghĩa cộng sản chú cuống các đình đây tôi phá Việt Nam đẹp ún do phong hôm hỏi bung tử nữa á hả thiết kia mía đảng là đây coi chứ cộng ơn bác Hồ Chí Minh thon a bao thế rồi ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Với mọi người vừa được nghe giọng hát của một anh rất là hay, hát cọi đúng không ạ? Hát cọi của người Tài. Cái này thì em cũng đã biết rồi. Nhưng mà thực ra thì nghe theo như cái tai em nghe thì em nghe thấy cái điệu cái hát bằng tiếng Tày của anh ấy, thì em nghe cảm giác là nó êm hơn. Đấy, nhưng mà khi mà anh hát sang tiếng phổ thông thì nghe nó cũng hay, nhưng mà lại có đôi chút và anh kiểu là hát nó hơi nhẹ một chút. Bởi vì là cái này là sáng tác mới, bởi vì là chưa cái này là sáng tác vừa mới. Cái bài anh vừa hát vừa rồi thì có tên theo tiếng phổ thông mình thì nó gọi là gì ạ? Nó gọi là 50 năm có Đảng. 50 năm có Đảng. Hát theo điệu cọi của người Tài đúng không? Cho em hỏi chút là anh tên là gì vậy và năm nay anh bao tuổi rồi ạ? Tôi tên là Hoàng Văn Vơi, năm nay tôi 45 tuổi. Anh Vơi là người của thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Lùng Phúc Khánh luôn. Dạ vâng, cảm ơn anh luôn nhiều nhá. Bắt tay một cái nào. Đó quý vị các bạn vừa được nghe một điệu hát cọi của người đồng bào Tày nhá. Đó, như các bạn quan sát thấy thì ở đây là cũng bao gồm là có rất là nhiều xã. Đây có xã Việt Tiến này. Và đây là những cái sản phẩm của xã Việt Tiến nhá. Như mình thấy đây là có mật ong này, rượu khoai lang này, rồi cũng khá là nhiều thứ, măng khô nữa này. Ở đây thậm chí nó có cả chè, trà sữa đúng không cô? Vâng. Cô ơi, đây cho cháu hỏi là cái bánh này là bánh gì đây cô? Bánh đá đao ạ. Bánh này thì được làm bằng cái gì ạ? Trong là gạo và bên ngoài là lá đao. Gạo nếp thôi ạ. Dạ vâng, cháu cảm ơn cô nhá. Đó, đây là tôn chõ này các bạn nhá. Có măng khô măng lứa này, mật ong này. Nói chung là ở đây thì người ta trưng bày tất cả những cái sản phẩm của từng thôn từng xã sẽ trưng bày ra cái buổi lễ hội này. Đây rồi, thôn Bó đây các bạn này. Thôn Bó mà mình chụp ảnh và quay lời giới thiệu đầu tiên. Chào hai chị em nhá. Thế là hai chị em cho em hỏi là tất cả những sản phẩm này mình chỉ là trưng bày ra hay là bày bán luôn ạ? Cũng bày bán luôn ạ? Tức là những sản phẩm mình đây là bao gồm là có em thấy có như là bánh gù đúng không? Bánh gù đen với cả cái túi này là túi gì đây chị? Đây là thịt măng với lại hoa chuối rừng. Thịt măng gọi là bánh hoa chuối. Bánh hoa chuối, gọi là bánh hoa chuối rồi đúng không? Thế là có nghĩa là thịt băm với cả hoa chuối rừng được trộn lẫn với nhau và làm thành bánh, gọi là bánh hoa chuối. Còn đây là bánh gù đen à? Hay là bánh gù đen. Đấy, còn đây là măng khô đúng không? Măng khô. Cái này thì người dân mình cũng đi lấy ở trên núi về và phơi khô thôi. Rồi, cảm ơn các chị nhá. Chúc cho chị em thôn mình là tối nay sẽ có những tiết mục biểu diễn hay nhất nhá. Dạ vâng. Di chuyển sang thôn Đầm Rụng. Đầm Rụng này các bạn có thể quan sát thấy là đây là có rất là nhiều những cái bình rượu. Có rượu sim, chủ yếu là rượu sim các bạn ạ. Ở đây thì toàn là rượu sim thôi, chắc là mọi người dân vừa là trồng vừa là hái được ấy. Còn sang bên này thì chắc là hàng tạp hóa bánh kẹo rồi. Loanh quanh. Đây nữa, Bên này là tôn đồng vòng 1. Chào cô nhá. Ở đây thì Sơn cũng thấy có khá là nhiều những cái món bánh này. Đây thì đây là có những cái món bánh gì đây cô nhỉ? Bánh đảng. Đây đây, bánh lẳng. Rồi, bánh lẳng. Cái này thì cũng làm bằng gạo nếp thôi à hay làm bằng gì bà nhỉ? Làm bằng gạo nếp ngâm với nước giò đây ạ. Dạ vâng ạ. Dạ vâng, bánh gù dân tộc này con biết rồi. Dạ vâng. Thế còn bên đây là măng ớt à? Măng ớt này, cái này thì là măng tre. Ôi cái này mà ăn với mì tôm thì tuyệt vời đây. Vâng, cảm ơn bà. Đây măng khô nữa này các bạn này. Ở trên này thì Sơn quan sát thấy là có những cái giỏ được đan bằng những cái cái này là đan bằng rang, cái rang mà mình đi lấy ở trên núi cao về đấy à cô? Cái này rang kiểu mới đan được. Dạ vâng. Cái này thì những cái hạt rang này là mình ngâm qua mấy cả phẩm màu ạ? Dạ vâng. Thế sau đó là mình đan thành những cái giỏ này là để đựng những cái đồ lặt vặt các thứ. Dạ vâng, vâng, cho cảm ơn cô nhá. Sơn đang tiếp tục di chuyển sang khu vực gian hàng bên nữa các bạn ạ. Ở bên này thì xin chào mọi người nhá. Ở bên này thì trong mọi người đang bán những cái đồ ăn vặt đúng không? Ok, có những đồ ăn vặt gì đấy để Lan ơi anh em ủng hộ luôn này. Ủng hộ luôn đấy. Đâu xem em giơ cái biển đúng xem là biển à. Nang đẩu. Nang đẩu. Tốt nang đẩu đúng không? Cạnh gái xinh thì có đồ ăn rất là ngon. Anh chị em cùng đến nhá. Đấy, như các bạn quan sát thấy thì các cô gái làng đẩu là có vẻ là rất là mến khách nhá. Đấy và lại còn rất là khéo léo, hay cười hay nói nữa. Tôi bày đồ ra đi để lát nữa anh em qua ủng hộ nhá. Còn bây giờ mình sẽ di chuyển sang bên này một chút nữa này. Đấy, xin chào anh trai nhá. Anh trai là thôn cái gì? Lạc Khem đúng không? Lạc Khem mình là có những sản phẩm gì anh? Xôi cơm lam. Đây là những cái đồ trang phục này là của thôn mình luôn đúng không? Đây là những cái kiểu như là chỉ thêu dệt các thứ đúng không? Rất là nhiều những cái đồ này để mình có thể là dệt thêu thành những cái bộ trang phục mà mình mặc mỗi khi lễ hội này đúng không các chị? Đó, các bạn thấy chưa? Đây là những cái đồ trang phục này. Nếu mà ai muốn đan nát thêu tha gì thì có thể là đến đây và mua những cái này về làm cũng được này. Đấy, hoặc là những cái sản phẩm có sẵn ở đây luôn có này. Rồi, cảm ơn các anh chị nhá. Sơn quan sát thấy ở bên khu vực Tôn Đồng Mòng 2 này thì chủ yếu là những cái hàng kiểu như là thực phẩm cũng như là hoa quả. Ở đây là chắc là nhãn kiểu như là cây nhà lá vườn trồng được đem ra đây bán rồi đúng không chị? Đó, đây là bánh gì đây chị? Cái... Bánh gai à? Bánh gai, còn đây bánh rán đúng không? Bánh rán này, xúc xích này, kia là chè đúng không? Bánh gai này chị bán như thế nào? Cái này là một cái 5.000. 5.000 một cái. Đó, chị bán cho em 5.000 hai cái đi. Nghe nói cái món bánh gai này thì cũng có vẻ là ngon, hấp dẫn đấy. Bây giờ chắc là mình sẽ thử một cái xem như nào các bạn nhá. Thế bây giờ là cái bánh gai này thì được bánh rợm thôi à? Ôi, thế hóa ra lại là bánh rợm các bạn ạ. Mình cứ tưởng là bánh gai thì mình cũng đang định thưởng thức thử xem là hương vị của bánh gai của Tôn Đồng Mòng này sẽ như thế nào. Nhưng mà cuối cùng lại không phải. Ôi, chắc là lát nữa thì Sơn sẽ di chuyển vào khu bên trong sân khấu để ghi lại những cái hình ảnh mọi người biểu diễn những tiết mục văn nghệ ở trên đó các bạn ạ. Đó, như các bạn quan sát thấy thì bây giờ cũng là sắp là chương trình biểu diễn chuẩn bị được các chị em lên sân khấu rồi. Và bên ngoài khán đài này thì đã có các chị em đã chuẩn bị những dụng cụ để chuẩn bị lên biểu diễn các tiết mục văn nghệ. Và đây, lượng khán giả như các bạn quan sát thấy thì lượng khán giả ngày hôm nay thì khá là đông luôn. Buổi tối hôm nay thì mọi người xung quanh ở trong xã, trong các thôn đã đến nơi đây để theo dõi các tiết mục văn nghệ của các chị em trong thôn, trong xã. Rất là đông. Và chủ yếu ngày hôm nay thì là các chị em người Dao Tuyển các bạn nhé. Và cũng kèm theo đó thì cũng có thêm một số các chị em người Tày nữa. và các tiết mục văn hóa, biểu diễn văn hóa trong buổi tối ngày hôm nay thì theo Sơn nghĩ thì sẽ khá là hay luôn. Và sau đây thì Sơn sẽ ghi lại những cái hình ảnh sau khi mọi người lên sân khấu để biểu diễn nhá. Ở đây bắt gặp mấy chị em người dân tộc Tày phải không ạ? Mình người Lùng à? Ôi, người Lùng có bộ trang phục rất là đẹp. Thế là tối nay thì mấy chị em sẽ biểu diễn tiết mục gì vậy ạ? Múa còn. Múa gì ạ? Múa còn. À, múa còn ạ. À, đây là những cái dây còn mà mình chuẩn bị ở đây đúng không? À, đây nhưng mà... Như mọi người xem này, đây là mấy chị em người Lùng là buổi tối nay sẽ biểu diễn tiết mục múa còn. Thế là mình ở thôn nào hả chị? Mình ở thôn Đồng Mòng 1. À, là vẫn cùng xã Phúc Khánh rồi. Tiết mục của mình biểu diễn là tiết mục thứ mấy ạ? Tiết mục thứ 8. Thứ 8 ạ. Ồ, thì cũng khá là muộn rồi nhờ. Đáng lát nữa thì em sẽ ghi lại những cái quá trình mọi người múa còn nhá. Vâng, kính thưa quý vị. Vâng, cảm ơn chị. Nữa rồi sẽ diễn ra chương trình buổi diễn này.